Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bố đang có mặt trong khuôn viên của cốc thầy Thích Minh Tựa. Bố sẽ quay lại toàn cảnh khu này. Bố gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho Bố nha. Bố cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Tại thời tiết tại nơi ẩn tu của thầy Thích Minh Tựa, thời tiết sáng hôm nay rất là mát mẻ nha, vì đi mưa hôm thì cũng có một cái cơn mưa rất là to, cho nên sáng hôm nay khu đất này hơi ẩm ướt và không khí thì rất là mát mẻ. Đây, sáng hôm nay bạn thấy cũng rất là nhiều bà con đến đây đảnh lễ thầy nè, mới có 7 giờ sáng thôi nha. Đây, rất là nhiều nè bà con nè đến đây. Đây là ở dưới nhà tang lên ấy. À. Ổng ở gần bên đấy chứ mày không đâu luôn, không có đi vô được đâu. Thì mình đi bộ, mình đi đường tắt. Kiểm tra chặt lắm, đi vô phải có thẻ. Đúng rồi. Dễ ở lắm. Cái nhà làng ở trong đó mà họ đi ra còn chưa ra được. Hôm nay vậy thôi chứ thầy đâu có đi khắc thực được đâu. Khắc thực quằn quằn cái khu vực gần. Hôm nay chút chặn vẫn còn hả chú? Còn. Dạ. Trời ơi, vậy thôi chứ thầy đi đâu sao được. Dạ. Anh ở sát bên còn chưa gặp được luôn chứ mình. Thầy không, thầy đi mà giờ đây ở dưới nhà trang phải lên cốc không gặp được thầy, phải lên cốc để mới gặp được. Lên đây là 2 lần rồi nè. Mới đi bữa khách mấy ngày. Ninh Hòa đúng không nha chú? Ninh Hòa. Ở Ninh Sơn hả? Lương Sơn hả? Lương Sơn có cái dốc Lương Sơn. Đèo Hồ Rì. Ra dặn giả rồi mới lên đèo Hồ Rì không? Bây giờ dân mình mỗi buổi sáng có phải ra đông đảo để đứng từ xa đảnh lễ nữa không? Tại vì em thấy bữa em có ra Nha Trang 12 ngày đó, thấy người ta dân người ta đến không có gặp á, người ta đứng từ đằng xa ở ngoài á, ngoài núi chắp tay đảnh lễ vô chân. Rồi đảnh lễ từ xa đó, mấy cô tội lắm, mấy cô ra rồi không có gặp á, rồi đứng ở ngoài chốt chặn ngay đầu ngoài chốt đường chốt chặn đó, vì gì giá riêng mình, giá riêng mình mà nay nó giá không có chỗ. Có cô khóc sướt mướt luôn, là có cô rồi đi chim không nữa, đi chim không không có mang dép, rồi mang theo y áo, tội lắm. Mình đây thì cái đợt trước ông có về thì thế công an nó quay kín thì cũng đâu có cho vô đâu mà nói gì ở đó. Cái đợt hôm ông về mùng 5 ông làm căn cước cũng vậy. Cái khu này thì coi như là công an nó quay kín hết, nhiều người vô coi như là nằm ở cái bụi cây kia nằm chờ cả đêm, rồi hôm sau gặp không gặp được khóc bỏ cha gì cái gì ở đâu. Tận ngoài Bắc vô tận Tây Linh rồi các kiểu các tỉnh hết. Chú là ở gần này. Nhà ngay đây. Nhà trên chỗ thôn 6 này giáp bố ông ấy. Vườn tôi thì ngay đây. Vườn thì đây, còn nhà thì giáp gần nhà bố. Nô Tây Quay nó cũng thường xuyên túc trực ở đây. Con đâu có chú đâu quay con đâu. Tôi là sướng nhất, tôi được ngồi với ông là tôi sờ chân sờ tay ông tôi xem. À, vậy hả? Chú là hạnh phúc rồi. Hôm năm tôi xuống đây tại đây luôn nè. Hôm bữa mà ông về cũng làm căn cước đó hả? Hôm mùng 5 tháng 5 á. Mùng 5 tháng 5 là xuống đây chơi với ông là hôm đó là dân người ta chưa biết đâu, ông mới về ra. Thế là có 3-4 anh em ở trong làng mà tôi biết mà tôi xuống còn tôi chơi thôi. Tôi xuống ngồi nói chuyện với ông, sờ chân sờ tay ông ấy xem. Tức là người ta đồn ấy, là cái bàn chân của ông ấy là có hình Phật á. Mình bảo thầy đưa chân con xem thử. Hôm ấy trời mưa nó phun nên bắt đầu ông ấy ngại đấy, ông lấy chén khoác ông rửa chân ông ấy đưa cho mình xem mà đâu có đâu. Tôi gặp ông mấy lần này. Nhưng mà anh có nghe cái mùi thơm của sư nó tỏa. Mùi thơm thì có, nhưng mà cái mùi thơm của ông thì nó thật ra mà nói thì có.
Chứ còn ví dụ như mình bây giờ nói chị em như mình đi, mà đi làm một ngày mình không tắm một lần, tối mình ngủ mình không chịu nổi rồi, mà ông cỡ một nửa tháng ông mới tắm một lần, như mà không có mùi hôi là phải nói là đúng không, phải nói là thánh nhân rồi. Vậy các công cũng có cái hương thơm à, có cái mùi hương thơm không phải không có, chứ còn nó mà đồ những bàn chân, những chân ông có hình vật chứng không có. Yeah. Đấy là cái đấy, chính tôi sợ luôn đó, tôi xem luôn đó. Mùng năm tháng năm tại đây này. Cái ẩn trong chứ. Ừ? Ai ngoài ẩn trong. Đó, mấy anh em, ba, bốn anh em, bọn tôi xuống chơi, bọn tôi chụp hình với ông, được bọn tôi còn xem chân, xem tay ông, xem có không, kiểu là mình coi trên mạng người ta đồn Phật thổi đó, mình coi thử có không. Hương thơm mà, vậy là hương thơm là gốc rồi. Còn mình phải nói là cái đức hạnh tu của ông thì nói thật ra là không ai có cái đức hạnh tu của ông ấy, nói thẳng một câu đấy. Mình đơn giản thôi, mình đi xe Honda đó mà trưa nắng mà đi một tiếng. À, hồi trước là nó không có sàn đây đâu nè, nó chỉ có một cái cũi ở cái góc trong kia, là ông ngồi ở trong kia, là ông ngồi đó, là ông tu trong đó, là cái sàn đây này. Sàn đây về sau khách người ta xuống chơi là bắt đầu anh em họ mới làm lại này. Chứ mùng năm bọn tôi xuống là nó chỉ có một cái góc ở trong kia, là nó để ông ngồi thôi. Còn đây là khác mấy cái cây tròn. Lấy tấm giá xuống rồi này để kê lúc ông thầy. À, ông có mấy cây tròn đây này, anh em một cái chơi thôi, chứ còn là cái ván đây là mấy anh em trên B 4 giờ họ công đức họ làm lại như vậy chứ. Mình phải lẽ ông nhiều cái đức hạnh này, thứ nhất là ngủ ngồi là ông ngủ được. Mà trên đây nhá, đây là cây có tù mũi nó cắn như thế, đúng không? Mà mình ấy, bây giờ bỏ màn như một con nó chui vào vô ve mình không chịu nổi, mà đây ông ngủ đây, mà xung quanh đây là hồi đấy nó còn tùm chứ đâu phải nó phát quang như này, mà ông ngồi ông ngủ được là phải nói là ông giỏi, đúng không? Đấy là một, mà ông ngủ ngồi được. Hai nữa là bây giờ ông đi từ Bắc vào Nam mà trời lắng như thế đó, thèm hơi đó, mà đường nhựa như thế ông đi được, đúng không? Thế em nghĩ đơn giản, mình đi trời nắng đó, mình đi Sông Đa đó, mình đi về tới nơi mình cũng thấy còn thấy mệt nữa đó. Đó, mà ông đi được, đi bộ là phải không vấn đề. Không. Mình đi chân của mình đi bỏ chân không đi một chút là đã đau chân rồi. Thứ ba nữa là bây giờ nha, là ví dụ như là ông chỉ xin ăn đủ ăn một ngày một bữa thôi, đúng không? Cho tiền cho bạc ông không lấy. Đó, thì hỏi rằng ở cái Việt Nam mình có ai được như ông không? Đúng rồi, anh là đi tôi không bỏ tiền túi đi hết á. Còn bây giờ nói thật, ví dụ như là ai mà to tiếng với ông hoặc đánh ông á, ông vẫn cười, ông vẫn vui vẻ, ông vẫn chúc cho mình hạnh phúc nọ kia. Nói thật ra ai được như thế. Mình mà bây giờ ví dụ như ông nào mà mẹ tát mình một vào tai thế nào, đúng không? Yeah. Anh em mình không nổi khùng lên cái là đó thì mình phải nói là cái cách từ bi của ông ấy, mức độ như thế, nó là kiên nhẫn của ông giỏi. Chỉ có một người duy nhất thôi chứ không một người duy nhất đấy. Đây là... không biết bao nhiêu ngày, mấy chục ngày hết, không tính nổi là bao nhiêu ngàn người mà được một người như thế. Thì bây giờ nếu mà thế giới người ta nói là 2.500 năm mới có. Mà đơn giản mình bỏ giúp thôi, bỏ giúp mình bỏ chút mình tốt. Bởi là đã đau rồi, mà thầy đi mấy năm giờ thầy đi chuyên cảnh vậy. Nghe nói là thầy đã đi 6 năm rồi. Đúng rồi, 6 năm rồi đó. Hồi xưa Đức Phật cũng 6 năm mà thành Phật đó, ông cũng 6 năm. Đúng rồi, 6 năm rồi. Mà ông mới nổi tiếng là sôi là cái ví dụ gì mà nổi lên chứ, trước em đi đâu ai để ý đâu. Thì bây giờ ông thành đạo thì ông nổi chứ. Thành đạo chứ, thành đạo lúc đó. Một lúc nào đó là phải hiện ra, khi Phật là phải, lúc đó phải xuất hiện ra. Đúng rồi. Tới thời kỳ... Chứ hầu dần người ta đi tu cũng nhiều mà đâu có cả triệu triệu người đi, ngàn ngàn người đi theo. Nói chung là Việt Nam mình hiện tại 100 triệu dân rồi, thì ở thầy thì chỉ có thầy vậy mấy hả? Đúng rồi. Thật sự ngưỡng mộ. Mình ở đất của thầy tiếc mình cũng tới đây mà không gặp được thấy đệ tử thầy cũng được. Mình ở đây mình cũng thấy hãnh diện. Đúng rồi. Hãnh diện được đó. Việt Nam mình cũng có được một nhân tài. Hôm bữa họ lại đây. Thần xin đất Phật. Nói chung là cũng may một cái là cái đường mới làm xong là ông về này, trước dạ, mình được, mình có thể xin một trước, cái đường đó tôi nói đốt cho con vô được á, đường ở ngoài trước đây cái đường chạy đây này, cái đường chạy đây là 10 cây nẻ mấy là nối giữa ra tô ra bách này là cái đường chính mà xe con mình anh em mình vô á, không có đâu. Là tức là vừa rồi bọn tôi hoặc trên xã là bản thân nhà tôi phải hiến 600 mét vuông là mình hạn chế tuyệt đất mà đường. Tại vì em nói này là 10 cây nẻ mấy là nối giữa ra tô với ra bách đây này, là nhà nước người ta mời bọn em lên họp á, là chỉ có coi như nhà nước người ta đầu tư là 19 tỷ trên 10 cây nẻ mấy đó, còn dân bọn em là phải hiến đất hiến cây trồng thì nhà nước người ta mới làm.
Thế bọn em coi như 100 hộ dân bọn em phải đồng ý hiến 100 hộ. Hiến bản thân như em hiến coi như là 600 mét vuông đất mặt đường. Xong bắt đầu làm vừa bắt đầu là mới làm xong là ông Minh cho em về, chứ còn nếu mà trước nếu mà chưa làm cái đường nhựa đây em nói đảm bảo xe các chị vô, bọn em đi làm xe máy bọn em phải quấn xích mà, còn không đi công lông chứ còn nhựa xe con đâu đi được. Chứ không không có cái đường hết đâu. Đường đây là mới làm xong. Cái xe con đấy mà vô cái dính cái đường đấy là nằm đấy luôn. Nhờ tôi. Thằng nhỏ biết mà, mà những cái hộ dân đó họ hướng hiến đất làm đường cũng được phước, cũng hướng được phước đó chứ. Thì cũng đó, có cũng có phước. Nếu mà không một dân bọn em không hiến thì người ta chuyển dự án đi nơi khác. Vì kinh phí là chỉ có kinh phí làm đường chứ không có kinh phí đền bù. Nên là xã mời bọn em lên họp là 100 hộ dân bọn em là phải hiến hết toàn bộ, có nghĩa là nhà nước người ta phán đâu nó cái ngọn nó thích nóng rồi chú. Cái đây bán nhiều chú mua cám cho mang cám xuống cho chú giải chạy là nó vô nó ăn đấy đồ đồng nhiều à. Chưa cho ba anh em này bắt đầu là ông kêu ông đi tu đây, là ông tu đây xong bắt đầu là ông đi nó cho ông thìn cái đất đây chứ. Cái đất đây là đầu tiên của bố mẹ cái ao đấy, ông bà ấy múc cái chứ. Đầu tiên sư tu là xuống đây. Thì tức là ngày xưa là bố mẹ vào đây là phát cái khu này. Phát cái khu này là múc cái ao đây, là làm cái vườn cà đây, cái sầu riêng đây. Rồi bắt đầu sau này ông bà già yếu rồi, ông bà không làm nữa, thì chia cho ba anh em. Chia cho ba anh em này rồi sau này ông xuống đây ông tu xong bắt đầu là ông đi, ông cho thìn. Cho thìn cái đất đây. Chứ nhà ba anh em con trai nó ông chia cho ba anh em. Thì sau khi ông thành đạo rồi ông cũng quay về đây mà. Thì hôm năm ông quay về thôi. Ông quay về đây. Tức là ông tu ở đây xong ông đi. Ông đi 6 năm. Rồi đến hôm năm rồi bắt đầu ông về làm căn cước rồi ông mới lại về đây. Ông về đây rồi xong bắt đầu dân người ta vô người ta biết á. Hôm bọn em xuống chơi thì ít dân lắm. Xong bọn em hôm năm á, thế là hôm 6 là bắt đầu dân 6 7 dân nó nghe đồn bắt đầu họ cú đồng lắm, công an nó quỳ kín hết. Cái khu này đó, mình. Tôi xuống đây mà. À. Tôi vô mà vô được công an đó. Chẳng đông. Chẳng kín luôn rồi. Xong bắt đầu là bắt đầu ông đi tiếp. Ông đi ẩn tu. Ẩn tu là bắt đầu ông lên cái núi của ông Phật trên kia kìa. Ông lên núi ông Phật, ông ẩn tu rồi. Cái núi ông Phật đó. Là ít bữa xong rồi ông lại về công ty của anh Tuấn đây này. Ông về công ty anh Tuấn đây rồi. Khách thực ở cái quanh khu vực nhà bố đó. Ở cái chỗ khu bọn em ở đó, là ít bữa xong rồi ông mới đi sang bên Nha Trang đó. Chú chắc là lớn tuổi hơn thầy hả? Tôi hơn thầy chục tuổi. Dạ. Thầy hôm nay mới 41 rồi, tôi 51 rồi. Thầy 44 chứ. Tôi nay 51 rồi. Ông bố là ông đại úy, ông về hưu ấy chứ. Yeah. Ông sinh hoạt cựu chiến binh cùng câu lạc bộ với tôi mà. Yeah. Ông đại úy viết đội về hưu còn bố của thầy chứ cũng đem đi cũng 80 vừa. Hơn 85 rồi cả. 85. Ông ấy sinh hoạt câu lạc bộ cựu chiến binh cùng tôi đó. Ông đại úy về hưu ấy còn bà cũng giáo viên. Dạ. Yeah. Giáo viên. Thấy cụ xem là YouTube đó, thấy cha mẹ thầy lớn tuổi mà thấy cũng đẹp ha. À, ông bà hiền không mà. Nói chung là gia đình nhà ông ấy, từ ông bà đến con cái là đều thành đạt hết mà sống không mất lòng. Vì tôi hàng xóm nó giềng ở đấy mà gần nhà ông bà mà tôi đi họp với ông liên tục là tính ông bà cũng vui vẻ. Nói chung hồi giờ ông bà vào đây sống không có mất lòng ai, kể cả mấy em đó. Đó bữa cái thằng nó nghe cái thằng nó kêu là nó bạn của sư mình xuống đây nó quậy khách đó. Gặp mình ấy thì cũng mệt đấy, nhưng gặp thìn nó tìm cỡ đó nó cũng ngon.
với khách người ta coi như tới đây người ta kính viếng thầy mà chú tới đây. Cái nhà nó cùng thôn với tôi chứ đâu mà. Cái thằng chính năng như thằng nào? Cái người ổng có đàng hoàng à, có đàng hoàng thì thằng đó rồi nó vợ nó bỏ mà. Không, mà thần kinh ổng có bình thường không? Không. Nó thì rượu chè, nói chung là thằng đó nó sống cũng không đàng hoàng đâu. Nó rượu chè linh tinh hết rồi. Cũng cho có nhìn một phát nó. Là ông đó là nhắc bạn nhắc thân của thầy à? Nó xưng là bạn thân của thầy nhưng không có đâu. Tự xưng. Ví dụ như bây giờ tôi hàng xóm đây, tôi bảo thì bây giờ tôi bảo là tôi bạn của thầy thì các anh cũng tin đúng không? Tin chứ. Cái thực tế lên nó không có đâu. Mình cứ cùng làng nhận, thôi. Cùng làng cùng thôn thì tôi cũng hết rồi, cùng làng cùng thôn thôi. Đó là anh nói thực tế. Thực tế luôn á. Bắt đầu nó xuống đây rồi bắt đầu là nó ý thế nọ thế kia rồi bắt đầu nó khách vô đây rồi bắt đầu là nó hoại nhuệ. Bữa đó có chú đây không? Không, tôi không có, nhưng mà nghe mấy anh em nó nói là chứ gặp mình cái cửa đó là không sao. Nhưng mà thôi, đã tới đây rồi cũng không sân si, ai cũng nít nói cái thân thì không, kể đây. Không, nói chuyện người ta có lòng thầy, người ta mới tới đây. Đó, bây giờ người họ muốn nói sao thì họ nói, mình đã tới đây thì không nên sân si. Đất đây nó nói thẳng là bây giờ là đất của thằng Thìn. Thầy tu trên đất của Thìn thì có thằng Thìn. Thầy sư Minh Tệ cũng được, cũng được, không sao hết. Đâu sao hết. Cũng chẳng tranh đúng sai. Cứ đăng thoải mái được, vì tôi nói sự thật thì có gì sai đâu mà tôi sợ. Nói thật. Vì đất đây đất của Thìn. Thầy tu trên nhà Thìn thì bây giờ Thìn nó cho khách vô hay không là quyền của Thìn. Chứ còn bạn bây giờ tôi hỏi chị, các bạn có quyền gì? Đúng không? Bạn làm gì có quyền? Nên tới đây mà quậy phá nọ kia không được. Đất đây là đất của thầy hả? Của cha mẹ thầy hả? Đất đây đầu tiên là của cha mẹ thầy rồi. Cha mẹ thầy già yếu không làm nữa thì chia cho ba anh em. Chia cho ba anh em mà thầy tu đây xong bắt đầu là thầy đi là bắt đầu thầy cho thằng Thìn. Thì bây giờ là trên bìa đó là của ông Thìn, nó quản lý toàn bộ khu vực đây của ông Thìn. Thì là em của thầy hả? Hay là em út thầy? Ông Thìn là em út thầy. Còn anh Tuấn là anh giám đốc công ty đó, là anh cả đó. Bây giờ nói thẳng ra mà nói bây giờ nó, Thìn nó có quyền nó cho vào cốc hay không, là quyền thì Thìn là bạn hay là gì đó là gì có quyền. Đúng rồi. Nên là xuống đây mà cứ ý nọ ý kia xưng danh bạn của thầy xuống đây rồi thế nọ thế kia làm sao được. Đúng rồi, cái này là nếu mà nó quyền hay không mà nó đến bọn em cũng thế rồi, nó thật các chị ở các nơi khác vào đây. Đúng không? Các chị có lòng thành kính đến đây với thầy. Thế bọn em còn phải biện ủng hộ các chị nữa. Thật có nhiều người không biết đường lạc xuống dưới vườn em kia, em còn phải chở lên đây. Thì người ta có lòng thành kính, người ta mới đến đây với thầy. Mình ở đây mình giúp người ta chứ mình lại gây khó khăn người ta làm sao được. Ở cái đường đây là họ mới đổ, cái đường đây là mai mốt đi, đường này, vô đường đây là lên đường đây. Cái đường nãy con xuống dưới kia ông thấy cũng mới đổ chứ, thấy con dân nó chưa khô. Thì tức là đường đây là đường khách vào và đường đây là đường khách ra. Để thấy đỡ ngày 25 mà, yeah. Thấy đỡ cái hoa sen với cái ngày 25 ngày thi công xong quá. Cái đường dưới nè. Mình thôi, cái đường đấy đi lên lại, có nghĩa được một đường vô, đường ra đỡ khỏi ấy nhau. Khỏi đụng nhau chị? Khỏi đụng nhau. Tức là cái đường nó hẹp, thì là đường lên. Có, ở đây có dự kiến là đổ cái đường bê tông vô đây luôn chú. Ừ, đổ đường tính đường đổ đường vô luôn á. Vòng đây là vòng theo cái bờ dậu kia nó lên chỗ nhà Thìn á. Dạ. Đi ra cổng Thìn á. Thầy là thầy cũng chia sẻ, thầy nói cũng đơn thích thích đơn giản. Mấy bữa thầy thích chia sẻ đơn giản thấy. Em nói thực tế thì mà nói nếu mà làm thế này là thầy chưa về này. Tức là hôm mùng 5 thầy về đây là nó chỉ đơn sơ thôi. Đó, chứ không có sàn đây, không có đường bê tông này đâu, không có điện đóm gì đâu. Bọn em xuống chơi là nói chung là nó đơn sơ lắm, cây cối tùm bên này. Còn đến chuyến thứ hai thầy đi xong bắt đầu khách vô đông quá là bắt đầu thầy ẩn tu lên trên núi Phật ấy. Là thầy về công ty của anh Tuấn ấy, xong thầy đi Nha Trang luôn. Chứ từ hôm đó mà mình làm thế này là thầy chưa về đây. Thầy chưa biết luôn. Thầy chưa biết luôn. Chưa đấy biết. Là em nói thật luôn. Là đổ bê tông mới đây là thầy cũng chưa biết luôn. Đổ bê tông mới đây với là thầy cũng chưa biết luôn. Chú ơi, cho cô hỏi cái nguồn kinh phí mà mua mấy cái bóng điện năng lượng mặt trời đó là gia đình của thầy hay? Không không, cái đó là Phật tử hay cho con. Dạ, cũng dường này. Cũng dường. Dạ. Nói chung là điện đây, điện năng lượng đây và đường đây là Phật tử người ta công đức, chứ còn người ta công đức vô rồi anh em tự làm ấy chứ. Dạ, anh em ở đây bỏ công, bỏ công. Bỏ công làm chứ còn không liên quan gì thì dạ. Dạ. Thấy đường vô cũng mười mấy cái trụ năng lượng mặt trời sáng cũng hay. Phật tử cũng có đó hay. Để cái đá rồi cũng nhiều để cho khách đi người ta đi tới đông ta ngồi nghỉ. Cái đá là được tặng.
Em nói với chị nhiều khi tội lắm, trời khô rồi không sao, trời mưa mà người ta lại nói bọn em đi nó quen rồi, bọn em đi úng thì không sao chứ các chị đi giày cao gót rồi ấy, mà trời mưa đi trơn nhiều người ngã té lên xuống. Bữa chiều thứ bảy xuống đây nè, rồi xong trời mưa lọc đọc xuống phát mưa lọc đọc, hai chị mà đâm đầu chạy mà sợ lên không được. Mà lúc đấy chưa mưa, lúc đang gặp em đó. Em nói nhất là dân thành phố, cô là bà thì váy, bà thì rất đến tới đây mà váy. Lên té xuống nhìn nó tội lắm. Thôi con cũng cảm ơn cái câu chuyện của chú chia sẻ nãy giờ nha. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ.